cũng đọc ở đâu đó rằng có những ngôi mộ tập thể. Họ phát hiện ra đâu đó đằng sau nhà thờ hoặc ở Canada, thưa sư phụ, có chuyện đó phải không? Dạ phải, thưa sư phụ. Ôi trời ơi, vậy điều đó có nghĩa là cũng có lợi dụng và sát hại để giữ bí mật. Đôi khi trẻ em chỉ biến mất, thậm chí không ai có thể tìm thấy các em. Có thể là vì điều đó, tất cả điều này trước mặt pháp luật và nữ thần công lý bị bịt mắt, và cán cân công lý chỉ nghiêng về một bên đối với những người yếu đuối, hiền lành, bất lực và không thể tự giúp mình. Những trẻ em vô tội, không có luật pháp nào đứng về các em, nhưng đứng về giáo hội quyền lực. Luật pháp là dành cho họ. Đó là những gì tôi thấy, và điều đó không thể chấp nhận được. Không bao giờ, không bao giờ. Ôi, tôi ghét tất cả điều này. Đôi khi tôi mất ngủ vì điều này. Nghĩ tới những em nhỏ chắc hẳn đã sợ hãi biết bao, hoặc phải, hoặc sẽ, khi rơi vào trường hợp này, trong góc khuất, trong bóng tối nào đó, họ đã làm bất cứ gì họ muốn đối với các em, và không có ai đó để bênh vực các em, bảo vệ các em, làm chút gì đó cho các em. Hãy tưởng tượng nếu đó là quý vị. Hãy tưởng tượng nếu đó là quý vị. Tôi có thể nói về điều này mãi, nhưng tôi nghĩ mình nói đủ rồi. Quý vị có muốn nói thêm gì không? Thưa sư phụ, mọi người có thể làm gì vì vấn đề này đã xảy ra quá lâu và thỉnh thoảng chỉ có lời xin lỗi, nhưng họ không làm gì cả. Con muốn biết liệu có điều gì đó mà mọi người có thể làm để chấm dứt điều này không ạ? Họ phải làm, họ phải gửi đơn khiếu nại đến pháp luật. Họ phải đứng lên cho con cái của chính họ, hoặc chính các em phải nói ra. Nhưng như vậy rất nguy hiểm cho các em. Các em sợ hãi, vì trẻ em biết những người này rất có quyền lực. Họ có thể giết các em. Họ chắc hẳn đe dọa các em phải giữ im lặng, hoặc họ giết các em như ở Canada mà quý vị vừa mới nói với tôi, để giữ bí mật. Nếu một số trẻ em la hét, hoặc có lẽ dọa về kể với cha mẹ, thì có thể họ chỉ bịt miệng sát hại các em. Dạ, thưa sư phụ, trời ơi, nên nhiều trường hợp không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Tôi tin chắc rằng có hàng chục ngàn hoặc hàng trăm ngàn trường hợp nữa ở nhiều nơi hẻo lánh trên thế giới. Nhiều nơi trên thế giới có nhà thờ ở khắp nơi và có linh mục ở khắp nơi. Ngoài ra, dường như vấn đề này cũng xảy ra trong giới chính trị, cũng như những người có thế lực nhất liên quan đến Hollywood, và dường như rất khó có được sự tiến triển khi mà ngay cả những chính trị gia tạo ra luật pháp và những người có thế lực nhất trên thế giới cũng dính dáng vào loại chuyện này. Phải, chắc chắn rồi. Cũng có một số tin về điều đó. Có lẽ đó là lý do họ giết người này trong tù, ông Epstein. Người ta nghi rằng ông ấy bị giết để giữ bí mật, bởi vì ông ấy biết quá nhiều. Ông ấy biết quá nhiều nhân vật lớn có liên quan mà muốn mấy cô gái này. Và ông ấy biết quá nhiều người mà ông ấy tuyển dụng mấy cô gái cho họ. Mấy cô gái tuổi vị thành niên này nọ, trời ơi, quả là một thế giới xấu xa, bẩn thỉu mà chúng ta đang sống. Trời ơi, ở địa vị cao nhất mà như vậy đó, chẳng tốt lành gì. Vì vậy, nhiều người không biết cầu cứu nơi đâu. Linh mục rất quan trọng đối với mọi người, bởi vì người ta kính ngưỡng họ. Nhất là trẻ em, các em được dạy phải tôn kính, phụng sự, vâng lời, loại hình ảnh thánh thiện này. Rồi họ phản bội các em như thế đó. Họ dùng quyền lực, đặc quyền, địa vị của họ để phản bội các em nhỏ. Các em thật sự là trẻ nhỏ. Bởi vì linh mục rất quan trọng, tôi sẽ cho quý vị biết tại sao. Tôi biết ít nhất 2 hoặc 3 người trong nhóm chúng ta, thành viên của hội, đồng tu, 3 người. Một người họ vẫn còn là Nico Đại Hàng. Và tôi hỏi cô ấy tại sao làm Nico. Cô ấy nói bởi vì vị sư là thầy của cô rất tốt, nên cô ấy muốn noi theo gương đó. Nhưng về sau cô ấy bỏ. Tôi hỏi, vậy sao cô không tiếp tục ở đó? Sống trong chùa với thầy cô. Cô ấy nói, dạ không, họ không giữ giới luật, ngay cả năm giới cũng không rõ ràng, nên cô ấy đã bỏ và thay vào đó đi theo tôi. Được, tốt. Nhưng ít ra cô ấy vẫn tiếp tục làm như cô. Tôi mừng là điều đó đã không làm cô ấy thất vọng đến mức rời bỏ Phật.
Cô ấy rời bỏ chùa, rời bỏ nhà sư, nhưng không rời bỏ Phật, và đó là điều quan trọng. Nào, tôi không biết nhà sư đó đã làm gì khiến cô ấy thất vọng. Nhưng tôi không hỏi thêm bởi vì tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Có lẽ không ăn thuần chay tinh khiết hoặc gì đó, tôi không biết. Rồi có một người khác ở Thái Lan. Anh ấy học trong trường Cơ Đốc giáo và gần như thành linh mục rồi. Bởi vì anh ta nghĩ làm linh mục rất tốt, nhưng sau này anh ta nghĩ lại cũng không tốt lắm. Vì anh ta trông gần giống như nữ, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, và anh ta có thể múa này nọ. Và tất cả họ kiểu như luôn dán mắt nhìn anh ta một cách âu yếm. Rồi thay vì vậy, anh ta trở thành bác sĩ. Và ở Hungary, một nam đồng tu nói với tôi rằng anh ấy đã học để làm linh mục, nhưng sau đó anh bỏ. Tôi hỏi tại sao anh muốn làm linh mục. Anh ấy nói dạ vì có một linh mục con biết là người rất tốt. Quý vị hiểu tôi nói không? Một tấm gương tốt là rất tốt cho người khác. Đặc biệt là trẻ em, các em yếu đuối, dễ bị ảnh hưởng. Dễ dạ các em tốt hoặc xấu. Được rồi, được rồi. Ít ra có gì đó đang tiến triển rất chậm, nhưng có gì đó đang tiến triển. Tôi thích vị linh mục người Đức, ít ra ông thành thật. Và bây giờ ông nhận ra điều đó. Ông nhận ra rằng bằng cách cố gắng bảo vệ danh tiếng của giáo hội, ông đang dự phần trong tội lỗi chung này. Và ông nhận ra rằng điều đó không tốt chút nào. Ông nhận ra rằng giáo hội đang ở ngõ cụt. Nói từ đó là khá nặng nhưng phù hợp. Dạ, thưa sư phụ, thật ra không có gì bù đắp được cho tất cả điều đó bao nhiêu thập niên qua. Làm hại quá nhiều trẻ em rồi. Và còn chạy tội nữa. Vì cái gì? Tôi hỏi quý vị đó. Không vì Thượng Đế, phải không? Dạ không, thưa sư phụ. Không vì lợi ích của con người, phải không? Dạ không, thưa sư phụ. Không vì giáo lý của Chúa Giêsu, phải không? Dạ không, thưa sư phụ. Cái bình bẩn thỉu, ô uế. Làm sao mà dùng cái ly để uống hoặc cái bát để ăn được? Dạ phải, thưa sư phụ. Bây giờ có một tin khác. Đó là một tin. Và tin khác về ông Cuomo, thống đốc New York. Cuomo nhớ không? Dạ nhớ, sư phụ. Ông bị buộc tội quấy rối tình dục. Dạ, thưa sư phụ. Và thậm chí che giấu COVID. Dạ, thưa sư phụ. Nhưng tôi đã giải thích cho quý vị rằng trong vậy mà không phải vậy. Tôi đã giải thích cho quý vị rồi rằng ngay từ đầu không ai biết gì về COVID-19 cả, ngay cả những chuyên gia như bác sĩ Fauci. Nói dịch bệnh này không là gì hết, nó chỉ là vi trùng bệnh cúm, thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Không cần đeo khẩu trang và tất cả những thứ đó, thậm chí công khai nói thế. Và sau này nói, ồ, phải đeo khẩu trang, và khẩu trang đôi, bất cứ gì. Không có lý do gì cho bất cứ ai ngay bây giờ ở Hoa Kỳ phải đeo khẩu trang. Phòng ngừa virus corona, không có gì sai nếu người ta đeo hai khẩu trang. Bản thân tôi thường đeo hai khẩu trang. Rất nhiều người, nhiều thượng nghị sĩ, bây giờ muốn ông bị sa thải. Ông không còn được yêu thích nữa. Đó là điều khác. Dạ, thưa sư phụ. Còn ông Cuomo, ngay cả các thành viên trong chính đảng của ông, nhiều đảng viên của đảng Dân Chủ đã từng buộc tội ông trước đây, yêu cầu ông từ chức. Bây giờ họ quay lại, không yêu cầu ông từ chức nữa, mà ủng hộ và khen ngợi ông tại các cuộc họp báo. Tôi đoán bây giờ họ đã hiểu rõ hơn, hoặc có thể họ đã xem tin mới bay sang theo ý trời. Biết không, họ xem bài nói chuyện của tôi. Có lẽ vậy, rất nhiều người xem chúng ta. Có lẽ họ có thể là một trong những khán giả truyền hình của chúng ta, rất hấp dẫn, rất trung thực, đầy màu sắc, rất đẹp, và rất lợi ích, rất hữu ích. Dạ, thưa sư phụ. Vì vậy, nếu có ai đó xem đài thì họ đang giúp ích cho chính họ rất nhiều. Ngoài việc hiểu biết hơn, họ còn nhận được phước lành, lợi ích cho chính họ. Dạ, thưa sư phụ. Bây giờ quý vị cũng thấy ông Cuomo nhận được lợi ích. Dạ. Bây giờ họ quay lại và khen ông một cách công khai, hoàn toàn ngược lại.